Đây là nhà cô hả? Shh. Anh đứng đây chờ tôi chút xíu nha. À. Anh nói thiệt. Dạ ông. Sau khi vợ anh chết á, là tới em đó. À không, ý anh nói là sau khi vợ anh chết đó, người kế á, anh yêu là em đó. Anh nội, làm em cảm động quá. Dạ. Anh ơi, anh đang làm gì đó? Thì đang nói chuyện với em nè. Anh ơi. Anh ơi. Anh à. Em có chuyện tí muốn nói về anh đi. Nói đi. Dạ. À. Anh có thương em không? Thương. Dạ. Thương em mà răng nạc nồ em rửa. Mai ghé nhà em chơi. Làm cái gì mà đi tới đây luôn rồi vậy? Đêm không ngủ, cứ thay đồ đi vô đi ra, lúc xanh lúc đỏ, chống cả mặt. Thương người ta mà nói chuyện toàn là nạt nồ người ta không à. Ai đây? Dạ bạn con. Ông ơi, bạn con dưới quê mới lên, ông cho nhờ vài bữa nha ông. Nhà bạn con có chuyện buồn á. Được rồi, đi lên lấy quần dài cho nó mặc đi. Rung quá rồi kìa. Dạ. Alo. Em ơi. À, alo. Em ơi. Anh nè. À. Đang nói chuyện yêu đương, con Thương thọt làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình. Hình ai mà đẹp vậy? Bạn trai cô hả? Anh nằm đi ngủ đi. Hình ai? Kệ tôi. Thương cái nạt người ta là răng. Anh nói chuyện với con Thương chứ đâu phải nói chuyện với em đâu. Thôi đừng giận nữa mà. Thôi anh xin lỗi mà. Nha. Xin lỗi hoài. Chọc người ta dần là xin lỗi. Không xin lỗi gì hết trơn á. Dần hoài, dần suốt đời luôn. À, thôi được rồi. Hay là để anh cõng em về. Triều Liên, cõng em đi. Triều Liên, trời cộng ơi, em đi. Nói giỡn làm thiệt đi. Anh mà cõng em chắc bị dập quá. Dập chi? Dập mặt chứ gì. Con anh chào ông, con chào bà. Dạ con chào ông. Dạ con chào bà. Trời ơi, đẹp trai như thiên thần vậy đó. Đúng là thiên thần. Sao thiên thần lại đi với con như là ai mà biết. Con lên. Con lên, đây là Thiên Minh. Woo!
yêu em. Em hãy giận lắm cái tình này của anh. Đâu á, thì ghét bực mình quá đi. Ê, nhìn kìa, đâu, làm gì vậy? Phải lên. Ai biết? Mọi việc anh làm đều vì em. Thưa các bạn, hãy ủng hộ cho Quang và Pha Lê. Chân thành cảm ơn. Từ từ không anh. Ây ô. Cô cũng biết chọn chỗ để đọc sách quá ha. Ngồi trong tranh như vậy để tìm cảm giác thật hả? Trông cô xinh đẹp như vậy, chắc mà cô có bạn trai chưa ha? Tôi không có thích cái cách tán tỉnh của anh. Mày, gió, vào, nghe. Thằng mấy, con tử. Thằng gió, sao mày ngồi xuống đây? Mẹ ta sai xuống à? Đâu có sai đâu, trốn xuống á. Nhớ là quá trời luôn à. Nghe ơi, trên trời không có sao hết á. Mới xuống trần gian là bị ho liền à. Dưới này ô nhiễm môi trường hay sao á nghe ơi. Yếu mày đặt là gió đó. Sức khỏe ngày sao? Sao ngày bị ốm quá vậy? Mà xuống đây có vui không? Vui gì? Ta vừa mới xuống tới trần đã bị cướp hết rồi. Vậy hả? Đã vậy lại còn phải đi ở nhà nữa. Tôi nghiêm ngay quá. Nghe ơi, nghe đi chậm chậm thôi nghe ơi. Đi nhanh quá theo phước kịp. Ở trên trời bay không màu đó giờ đâu có đi. Đi sao mỏi chân quá ngài ơi. Không ấy, mình kiếm taxi đi đi ngài. Ngài, mình đi sao không đi? Mất tiền lắm. Sao vậy? Sao vậy? Sao thế? Đi bộ đi. Trông hai người như vậy, người ta tưởng con gì? Người ta không có chở đâu. Đúng rồi, có đuôi sao ngồi. Ê, cái gì vậy? Gì ngài? Dạ, hai người làm cách nào để giúp ta chiếm được tình cảm của Pha Lê đi? Lẹ lên. Trời nắng như vậy, để mày với gió tính cho. Gió. Gió đó nha. Nè. Nè, các ngươi nhớ cho ta ra lệnh nha. Vâng. Pha Lê. Trời nắng quá ha. Để Thiên Minh gom mây lại che nắng cho Pha Lê nha. Tào lao không à? Mây ơi, mây sẵn sàng chưa? Giờ là mây cho Pha Lê nha. Mây tài quá à. Mây mà. Mây ơi mây, hay là mình thêm màu sắc lên cho nó đẹp đi. Màu phải không? Có liền. Ô, màu đỏ, màu đỏ. Đẹp không? Đẹp quá à. Mây mà. Thank you.
Ô, một cánh sen đẹp quá à. Mây màu xanh luôn, đẹp quá à. Gì vậy? Chết rồi. Ngưng lại. Trời ơi, mây màu đen là mưa sao? Chết rồi, thằng Mây ơi, mau con Mây lại đi. Chết rồi, nguy hiểm tới rồi, làm sao đây? Gió, giúp mày, giúp gì được mày giúp. Quạt. Hay quá gió ơi, tan rồi. Hết chi. Hoàng tử té gãy xương rồi sao? Thần Mây! Thần Gió! Dạ! Dạ! Cái người khóc lóc cái gì? Dạ đau. Đau. Đau hả? Dạ. Ta không đau thì thôi, sao có người lại đau? Dạ đau lòng. Sốt ruột. Hai người xuống đây hại ta hay là giúp ta? Dạ thưa giúp, nhưng mà tại thần làm phép lố á, thần bị cảm á, cho nên thần... Ê, đừng gió, có chuyện bảo. Các ngươi làm cho ta mất mặt quá. Ui. Chào anh học sinh mới. Cô đàn hay lắm, không thua gì các thiên sứ cả. Thiên sứ hả? Lần đầu tiên có người khen tôi như vậy đó. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà tôi mới học thôi à. Vậy hả? Ừ. Hình như âm thanh phát ra từ đây thì phải. Tụi bay, ra đây. Biết gì không? Pha Lê nó mời nguyên cả lớp mình đi dự Halloween nhà nó. Tao có ý này nè. Hay là tụi mình lén qua nhà nó, phá tụi nó chơi không? Thôi đi, mày cũng biết nhà nó có ma mà. Thôi tao không đi đâu, tôi sợ ma lắm. Cả ba đứa đi mà sợ gì? Chỉ cần chuẩn bị đồ nghề là được. Các bạn cứ tự nhiên nghe. Nè nè. Hả? Nghe nói Pha Lê mời cả lớp mà. Sao dán như vậy? Tại vì Pha Lê xuống khép kín. Một phần là nghe đồn nhà này có ma. Hello. Halloween mà, sợ chưa? Tất cả là do Pha Lê chuẩn bị đó. Mọi người dùng tự nhiên nghe.
Wow. Ừ. Ngon quá ta. Bọn mình bày ra trò gì chơi đi. Được á. Ừ. Cũng có lý đó. Mình chơi trò kể chuyện ma xoay vòng đi. Nghe hay á. À, để mình bắt đầu trước nha. Có bốn người bạn. Bốn người bạn đi sâu vào trong rừng. Đi giữa đêm như vậy á, vừa lạnh vừa đói. Bỗng nhiên có tiếng chó sói tru. Khùng. Cái thằng đang nghe kể chuyện hay tự nhiên cứ hú. Xen vào chuyện của người ta vậy. Bốn người sợ quá, chạy thiệt nhanh. Chạy nhanh thiệt là nhanh luôn. Bỗng họ phát hiện trước mắt mình là một căn nhà thật là một cũ căn kỹ nhà. Cũ kỹ. Họ tới gõ cửa. Cọc cọc cọc. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Họ bước vào nhà. Tiếng chân nghe ọp ẹp ọp ẹp ọp ẹp. Sao giống nhà mình vậy? Ờ thì mình mượn tạm nhà bạn vậy đó mà. Kể tiếp đang hay. Họ lần theo ánh sáng đi lên lầu. Người dẫn đầu bước lên cầu thang. Thì đến bậc thứ ba. Bỗng nhiên hả? Gì vậy? Tiếng gì vậy? Có ai nghe gì không? Có. Chắc là con mèo á. Không sao đâu. Hấp dẫn quá à. Thôi kể tiếp đi. Các bạn nghĩ coi tiếp theo là sao? Sao? Qua kể tiếp đi. Mày á. Mày á. Tao hả? Ừ. Hấp dẫn quá tao quên tên tao luôn. Vậy à, tên tụi phải không? Chứ ai. Vậy á, ba bốn người rơi xuống hố luôn đúng không? Ừ. Không leo lên được nữa. Ba người không leo lên được. Tức là rớt xuống. Trời, gì kỳ vậy? Trời ơi, kể chuyện cười hay chuyện ma vậy Hoàng? Chuyện ma. Từ từ, để kể tiếp. Ba người rớt xuống. Ba người mới chợt nghe có tiếng bước chân. Tôi để nãy giờ thấy nó linh lắm. À, chắc không sao đâu, con mèo mà. Con mèo gì mà kỳ vậy? Bình tĩnh, nghe tiếp nè. Sau đó cả ba người này cứ tưởng rằng là mình đã leo lên được rồi. Cứ gọi hoài. Gọi hoài nhưng không có ai trả lời. Chỉ nghe tiếng phà lê. Giả tưởng thôi mà. Mày sao á? Nghe tiếp nè. Cái ba người này mới bắt đầu chui vô một căn phòng khác. Trong căn phòng này có cái bàn để đầy đồ ăn. Rất nhiều đồ ăn ngon. Và mọi người đều đói. Họ mới nhào vô ăn. Họ đang ăn một cách ngấu nghiến. Mới vô tình nhận ra một điều. Là xác chuột chết và bò chết. Là thứ mà họ đã ghê quá. Trời ơi. Cái đó chưa đáng sợ đâu. Điều đáng sợ là họ thấy trên trần nhà có một chất lỏng rơi xuống đầu họ. Từng giọt. Đó là máu người. Máu kìa. Đúng rồi, máu người mà. Đau bay. Có phải cái trò máu mày này là của cô không? Bây giờ tôi đã biết vì sao cô không có bạn. Bởi vì cô thích hù dọa người khác lắm mà, đúng không? Tôi đã làm gì để mọi người phải đối xử với tôi như vậy chứ? Chỉ tại vì tôi sống trong một căn nhà mà mọi người đều đồn đại là có ma. Chỉ tại lúc nào tôi cũng chỉ có một mình. Một mình. Ừ.
pha lê. Ta sao? Bà lại. Bà muốn gì? Ta muốn con bé đó. Không, không được. Xưa nay không thứ gì ta muốn mà không được hết, trừ phi. Trừ phi sao? Người chịu thay thế nó. Không, người sợ rồi phải không? Không. Nếu như tôi thay thế cho cô ấy thì bà sẽ đi cho cô ấy chứ? Thiên Minh, được, tôi sẽ đi theo bà. Không, Thiên Minh. Người hãy xem đây. Thiên Minh. Như vậy là ta đã yên tâm rồi. Là bà nội sao? Có phải là bà nội không? Đúng. Nội đã không yên tâm về cháu. Ba mẹ không ở bên. Một mình cháu thật tội nghiệp. Nhưng giờ thì nội có thể yên tâm rời khỏi rồi. Con đã có những người bạn tốt thật sự. Nội đi đây. Nội. Sao vậy? Trời ơi, sao mờ quá vậy? Sao không nhìn thấy gì hết vậy? Cái giếng này bị gì rồi? Thiệt là bất minh mà. Hồi nãy trong vắt hả? Coi đến cái đoạn nhát ma tự nhiên mở câm hả? Nó đã tìm được bao nhiêu lời tỏ tình rồi? 98 rồi. Đã bao nhiêu ngày rồi? Gần một tuần rồi. Không được, không được. Từ nãy giờ là bao lâu rồi? Nữ thần yên tâm, mới có 5 phút mà. Đâu phải 5 ngày đâu mà lo dữ vậy. Phải đem con trai ta về đây cho bằng được. Hả? Hãy giúp ta. Thần xuống trần hả? Ừ. Trong ngôi nhà quan, người đàn ông đang ngồi đọc sách. Bên ngoài có tiếng chó tru và một luồng gió lạnh thổi ngang. Bỗng nhiên trước cửa xuất hiện một bộ xương người và cất tiếng kêu. Ông ơi, con là Thương nè. Thương hả? Sao con đi với bộ xương vậy? Dạ không, người này là bạn con. Bạn con? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Sao đó má mẹ không vậy? Tụi con chơi Halloween á. Halloween nè. Dạ. Cảm ơn Thiên Minh nha. Nếu là chuyện hồi nãy thì không cần đâu. Thật ra lúc nãy Thiên Minh sợ ma quá nên cô không biết mình nói gì nữa. Nhưng mà cũng chỉ có Thiên Minh ở lại với pha lê thôi. Hình như là lúc còn sống, bà của pha lê thương pha lê dữ lắm ha. Ừ. Mình biết không? Tại bà mẹ của pha lê cứ cãi nhau hoài à. Tôi đi đâu đó là chuyện của tôi. Tại sao em phải hỏi? Giờ em muốn gì? Em không muốn gì hết. Em chỉ muốn chấm dứt tình trạng này, anh biết không? Tình trạng gì? Tất cả là do cô tưởng tượng thôi. Anh nói vậy mà anh nghe được hả? Em lo hết việc nhà con cái, anh không phụ với em, chỉ lo đây không à. Con cái cơm nước thôi. Còn tôi ra ngoài tôi đi làm, tôi phải đương đầu với những thử thách ở ngoài đó. Anh tưởng có tiền là đủ hả? Tôi không ra ngoài làm ra tiền, làm sao hai mẹ con có sống được? Tôi chỉ hỏi cô vậy thôi. Tôi cần anh ở nhà chăm sóc con kìa. Tôi nói vậy là ai ra ngoài kiếm tiền, nói cho mẹ con. Thì anh ra đường kiếm tiền đi, đi luôn đi, đi luôn đi.
Nên khi bà mất rồi, bà vẫn không an tâm về Pha Lê. Khuya rồi, Thiên Minh về ngủ đi. Đi vô đây, tiền bạc thì anh bao la. Em sẽ sống như bà Hoàng. Nghe không? Ừ. Không cho kẻ cướp rút tiền, xấu. Không cho kẻ cướp rút tiền, xấu. Không cho kẻ cướp rút tiền, xấu. Anh, hình như có ai chửi anh đó. Đi đi, đi. Các ngươi là ai? Ở đâu ra vậy? Ý. Các kẻ bông. Nghe ơi. Hả? Cái bao này của Thiên Minh nè. Đâu? Đúng rồi. Cái bao này là của nữ hoàng cho Thiên Minh nè. Chính xác. Các ngươi là ai? Phát biểu linh tinh, ăn nói nhảm nhí. Nhà ngươi, nghe tao hỏi. Nghệ sĩ mang cắp đồ là sao? Dạ nó phải nghệ sĩ. Đâu phải sao đâu. Đồ giống quá vậy. Ta ăn cướp hồi nào? Bằng chứng đâu? Hả? Bằng chứng đâu? Đó, đó cái túi đó. Cái thẻ đó. Vừa cắp túi, vừa cắp thẻ nữa. Tội của ngươi phải trừng trị mà thôi. Biết cái gì không? Cây viết chì. Nó bậy. Bút chì. Lên. Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra, thả ta ra. Qua khỏi. Anh ơi, thả chị em luôn. Các ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, thả ta xuống, thả ta xuống. Thả ta xuống. Mừng quá, mừng quá. Lên. Trời ơi, ta không có thả đâu. Cho tôi qua lại mới vui. Qua lại hả? Qua phải. Vô giữa. Đừng cần lo chờ. Chỉ chưa có thổi ăn cắp. Em gái ơi, qua đây đứng nè, để nó rớt xuống trúng á. Ngươi có chịu thú tội chưa? Ta không phải là ăn cướp. Ngươi sẽ bị trừng trị. Ông, ta không phải là ăn cướp. Tôi xin ông đừng hành hạ anh ấy nữa. Tôi chịu cho. Chịu cái gì hả? Người ấy không thú tội. Được, ta sẽ chỉ cho ngươi đi mất tích luôn. Mất tiêu luôn. Tôi đi. Tôi xin ông, có gì tôi chịu cho. Đừng hành hạ anh ấy nữa. Ủa, sao nó là ăn cướp mà cái binh vực nó hoài vậy? Vì tôi yêu anh ấy. Hả? Cái gì? Cô yêu anh ấy? Tôi yêu anh ấy. Hả? Không tin được. Tình yêu không cân sức. Một người cao 1m72 mà đi yêu một người 1m27. Hả? Anh ơi. Nè, nhóm có hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Có. Anh yêu em Đào ơi. Đào ơi, anh yêu em anh Đào ơi. Thôi, đừng có la lối nữa. Nhức đầu quá, xuống đi. Đào. Đáp. Đào ơi, anh. Đào ơi, Đào ơi, anh, đó. Anh đúng em rồi, Đào. Em sợ quá. Nhận tội chưa? Các ông ơi, tôi xin nhận tội. Tất cả những thứ này là tôi lấy của thằng đẹp trai đó. Đưa đây. Dạ. Nè, nghe ta dặn. Từ đây đến sau, tìm việc gì lương thiện mà làm. Dạ. Nếu còn ăn cắp ăn trộm nữa, ta sẽ giam vào ngục đá. Biết nhớ chưa? Dạ. Thôi chúng ta đi. Hobby. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Em đã nhận tội cho anh. Em không cần gì hết á. Miễn là phải lương thiện. Nghèo khổ sao cũng được. Em chỉ cần anh thôi. Nghe không? Ừ.
Hoàng tử. Hoàng tử. Hoàng tử. Thầy. Thần máy. Thần gió. Dạ. Sao mọi người lại đây? Thiên Minh, theo thầy về, mẹ con đang đợi đó. Đi về ngay. Ngay. Về lẹ đi ngay. Thầy, nhưng mà con chưa xong việc mà, làm sao con về được? Thời gian hết hạn rồi con à. Thầy về ơi, đi. Cho con 3 ngày nữa thôi. Con hứa 3 ngày sau con sẽ về. Con sẽ trở về với mũi tên thần. Ừ. Không được. Thần mây. Dạ. Thần gió. Dạ. Đưa Thương Minh về. Dạ. Không, khoan đã. Khoan, từ từ, để cho nó nói. Thầy ơi. Có thầy. Thầy đã từng yêu bao giờ chưa? Sao vậy? Sao vậy ngài? Lâu lắm rồi. Sao vậy ngài? Mới có người hỏi ta câu đó. Minh ơi. Minh. Có chứ. Hả? Ngài biết yêu sao? Sao không có? Nghe nói ngài bị ấy mà. Ấy cái gì? Thì vậy. Người ấy thì có. Vậy thầy đã từng yêu khi nào? 1000 năm trước. Thầy, vậy nếu quay trở lại thời gian thì thầy sẽ làm gì? Con làm gì nữa? Thầy sẽ hết mình với tình yêu con à. Thầy, con cảm ơn thầy. Thiên Minh. Con hiểu hết thần gió đó. Thiên Minh hiểu được như vậy là tốt lắm rồi. Con hiểu hết được. Dạ. Yêu như thế nào rồi? Con cảm ơn thầy. Về về với thầy. Về với thầy ơi. Con đi nha. Đi con đi đây. Hả? Thiên Minh chạy đâu vậy? Nào, bây giờ cùng hát bài búp bê bằng bông nghe. 2, 3. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bay biết bơi. Búp bê bằng bông bên bàn bướm bướm. Bướm bướm bên bông bò bàn bay bay. Wow. Bướm bướm bay, bướm bướm bay. Quá đẹp quá. Anh làm gì trên cổng nhà tôi vậy? Tôi ngắm cô. Không được hả? Tư thế ngắm gì? Tốt quá ha. Anh xuống đi. Anh có sao không? Xuống đi. Có sao không? Tôi chọc cô thôi. Anh Thiên Minh vô hàng luôn đi. Tao cái này. Sau đây là bản tin hay trong ngày mà các nam sinh viên chờ đợi nhất. Quang Khôi Pha Lê vừa nhận một bức thư tình rất tin và đầy cảm xúc. Pha Lê quý mến của tôi, từ khi gặp bạn, tôi như trở thành một người khác, sống có trách nhiệm và tin yêu cuộc sống hơn. Pha Lê quý mến, chỉ cần bạn chấp nhận cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã thấy rất quý mến bạn. Bạn thật sự rất đặc biệt. Bạn làm tôi không lúc nào không nhớ đến bạn. Bạn đẹp như một thiên thần. Và ê mày, thằng nào lãng mạn quá vậy? Lãng mạn gì mày? Sến như hết rất đẹp. Vậy tại sao bạn không cười nhiều hơn chứ? Tiếng cười trong sáng như pha lê vậy. Tôi rất muốn được nghe tiếng cười của bạn. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn nha. Bye bye. Tại sao cô lại làm như vậy hả? Tôi mới phải là người hỏi anh câu đó đó. Anh biến tôi thành trò cười cho mọi người thì anh mới vừa lòng hả? Cô. Hôm nay.
Hẹn cô ở sân thượng lúc 5 giờ. Không gặp không về. Hả? Phê Lê, Phê Lê nói cái gì vậy? Phê Lê, Phê Lê, có chuyện gì vậy? Phê Lê bị nhốt trên sân thượng trường học rồi. Hả? Minh, Minh hả? Minh, Minh. Phê Lê, Phê Lê. Anh Minh đó hả? Tại sao anh hẹn tôi lên đây rồi lại không lên? Khiến như tôi bị nhốt như vậy nè. Tôi không có hẹn cô. Tôi còn đang rất tức cô đây nè. Tại sao cô lại đem bức thư tôi gửi rêu rao cho cả trường biết hả? Không, không phải tôi đâu. Vậy chắc là có người chọc tôi với Thiên Minh rồi đó. Tôi không có nhận được bức thư nào hết cho đến khi nghe loa của trường phát lên. Chuyện đó để tính sau. Bây giờ làm cách nào để cô ra khỏi đây đã? Tránh ra. Thiên Minh sao rồi? Cái cửa cứng quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Không lẽ tôi phải ở đây cả đêm hả? Đừng sợ, có tôi ở đây với cô mà. Tôi chưa bao giờ có một người bạn nào tốt với tôi như anh hết á. Tốt gì? Thậm chí tôi còn không đưa cô ra ngoài được. Phải chi tôi có đôi cánh, hay hóa thành chim thì hay biết mấy. Không cần Thiên Minh có đôi cánh hay hóa thành chim đâu. Thiên Minh cứ như vậy là được rồi. Chỉ cần Thiên Minh nói chuyện với tôi như vậy là tôi vui lắm rồi. Thiên Minh biết không, lúc tôi hơn 15 tuổi, ba mẹ tôi bắt đầu ly thân. Họ đã cố gắng sống chung với nhau quá lâu. Họ nhận ra sau 15 năm chung sống, họ không thể hòa hợp. Vậy hai anh chị có thuận tình ly hôn không? Dạ thưa quý tòa, vợ tôi thương yêu tôi và con hết mực mà tôi không biết. Còn tôi cũng có những sự sự không đúng với vợ con. Xin mình cho anh một cơ hội, được không? Cảm ơn em, ba xin lỗi con. Nhưng tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giống như một phép màu vậy, họ lại đến với nhau một lần nữa. Phải chăng mỗi tên thần tình ái đã gắn kết họ với nhau? Nếu như trên đời này có thần tình yêu thì chắc chắn sẽ nhận lời cảm ơn của tôi mỗi ngày. Thì ra thần tình yêu lại sướng như vậy. Được cô nghĩ đến mỗi ngày. Đừng, Thiên Minh, nguy hiểm lắm. Anh cẩn thận. Sao anh lại qua đây? Nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ tôi nên ra với cô. Hai đứa bị nhốt chung thì anh mới vui được hả? Cảm ơn anh nha. Sao Thiên Minh ăn mặc kỳ cục vậy? Thần cam đoan với nữ thần,
Nếu nữ thần nhìn thấy Thiên Minh thì nữ thần sẽ ngạc nhiên liền, vì Thiên Minh bây giờ không phải là cậu bé ngây thơ khi còn ở thượng giới. Anh đẹp như một thiên thần vậy. Nếu trên đời này có thiên thần thì chắc chắn sẽ là anh. Thì tôi giống là một thiên thần mà. Anh mà là thiên thần thì chắc tôi là công chúa đó. Cô đẹp giống như một tiên nữ vậy. Giá như có sao băng ha. Để làm gì? Người ta hay nói á, khi mà sao băng xuất hiện, hãy nghĩ đến một điều mà mình thật sự mong muốn, điều đó chắc chắn thành hiện thực. Nếu như mà có một điều ước thì tôi sẽ ước cho cô. Anh ước gì cho tôi vậy? Tôi ước Pha Lê sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày, con trai của ta đã thật sự trưởng thành. Thiên Minh, sao băng kìa. Anh ước đi. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Con trai ta đã yêu thật rồi. Vậy, vậy sao hai cô gái bị nhốt đây cả đêm hả? Dạ. Còn hai đứa về đi. Thiên Minh, con đi đâu mà cả đêm không về hả? Mặt mày hay hưởng vậy. Dạ, dạ con, con. Con cái gì? Con qua nhà nhỏ bạn. Ừ. Ôn bài rồi khuya quá con ngủ quên á. Ừ. Hình như con đang có chuyện vui phải không? Dạ. Dạ đâu có. Đang yêu phải không? Dạ nè, con có gì hỏi cứ hỏi ông đi, ông tư vấn cho. Ba cái vụ yêu đương này là ông kinh nghiệm lắm. Dạ nói đi. Con muốn hỏi ông là làm thế nào để biết khi nào mình yêu ai đó? Cái này dễ. Khi mà muốn biết mình yêu ai đó thì có phải là khi đó con cảm thấy nhớ người ta, rồi trái tim con như ngừng đập, và con hạnh phúc biết bao khi con được ở bên người ấy? Chính xác. Vậy là mình đã chính thức yêu cô ấy rồi. Đúng rồi. Cái gì? Con mới nói cái gì? Yêu cô ấy? Con là con gái mà con yêu con gái à? Không. Con không. Chắc chắn là con lệch lạc về giới tính rồi con ơi. Không. Không, không. Không. Con làm. Không có làm gì hết trơn. Gặp bác sĩ tâm lý, định hướng lại. Con còn trẻ, con có thể thay đổi được. Để già như ông thì bó tay. Trời ơi ông, con không có ôm môi, con thề. Hả? Thề cái gì? Con ơi. Trời ơi, linh nghiệm vậy. Mới thề một cái là lột cái đầu luôn hả? Hả? Cái này đâu phải da đậu. Ủa, mà cái này tóc giả mà. À, không. Thì ra con không có ý vậy. Con không có ý vậy mà. Con gái vô nhà tao để mình của con thương mày hại nó hả? Mày chết chứ sao? Đứng lại. Trời ơi, mày đứng lại đây. Mày ngon mà đứng lại đây, tao xịt mày chết. Thiên Minh,
Tuy con đã có được 98 lời tỏ tình, nhưng tất cả đều không có giá trị. Con phải tìm cho được một tình yêu đích thực, lúc đó lời nguyền mới được hóa giải. Nên nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng. Mẹ ơi, cho con thêm thời gian. Pha Lê! Ba, mẹ! Con! Ba, mẹ! Ba mẹ về hồi nào mà sao không cho con biết vậy? Con à, ba mẹ muốn dành cho con một bất ngờ. Kính thưa quý vị, bao năm trôi qua, chúng tôi cũng có lúc đánh mất niềm tin, đánh mất tình yêu và sự kính trọng lẫn nhau. Nhưng rồi sự kỳ diệu của tình yêu đã hàn gắn chúng tôi lại với nhau. Pha Lê, cảm ơn con đã cùng với cha mẹ vượt qua những thử thách khó khăn nhất của gia đình mình. Xin quý vị hãy tiếp tục yêu thương và góp lời cầu nguyện cho tình yêu của chúng tôi. Chúc mừng Pha Lê nha. Cảm ơn Thiên Minh đã đến dự lễ. Tình yêu quả thật là kỳ diệu phải không? Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, Thiên Minh mới nhận ra điều này. Ước gì Thiên Minh và Pha Lê cũng có một buổi lễ giống như là ba mẹ Pha Lê ngày hôm nay vậy. Trên đời này, mọi thứ đều có thể xảy ra mà. Không biết đến khi nào Pha Lê mới cảm thấy cuộc sống của mình sẽ đỡ trống trải. Pha Lê cần một người. Ai vậy? Là anh chàng ngốc nghếch đang ngồi cạnh bên Pha Lê đó. Gió ơi, nhìn kìa, đẹp đôi quá à. Pha Lê, Pha Lê đang nói Minh hả? Thật sự Minh đã mang lại cho Pha Lê những cảm giác như vậy thật sao? Pha Lê cũng không biết nữa. Đó là một cảm giác gì rất lạ. Pha Lê cứ nhớ mãi hình ảnh khi mình ngồi cạnh Pha Lê và thầm mong cho thời gian sẽ ngừng trôi để Pha Lê được ở mãi bên cạnh mình. Đó có phải là tình yêu không? Pha Lê, Pha Lê đừng nói nữa. Mình hiểu rồi. Nếu như Pha Lê nói nữa thì mình sẽ phải xa Pha Lê. Thật sự thì mình không muốn như vậy đâu. Pha Lê, Pha Lê, Pha Lê. Minh ơi, sao xanh quá? Ở dưới ăn không được hả con? Con chào mẹ, chào thầy. Hay chào hoàng tử. Thần mây, thần gió. Hoàng tử, chào hoàng tử. Mẹ, hay là mẹ hãy cho con thêm chút thời gian. Con muốn được ở cạnh Pha Lê nhiều hơn.
con chưa dành nhiều thời gian cho cô ấy. Con không nhớ ta sao? Hoàng tử à, nữ thần nói đúng đó. Mình không thể vì tình yêu mà quên mẹ mình được. Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Nhưng mà ngay lúc này Pha Lê cần con nhiều hơn. Con chưa có đủ thời gian dành cho Pha Lê. Và những cặp tình nhân mà con đã tác hợp, con phải có trách nhiệm để đưa họ tìm được bến hạnh phúc. Mẹ, con có biết nếu con chọn Pha Lê con sẽ bị trừng phạt ra sao không? Con biết. Nhưng mà con, con sẽ chấp nhận mọi hình phạt mẹ ơi. Không được hoàng tử ơi. Không thể được. Không, không được hoàng tử. Con có biết hình phạt như thế nào không mà con chấp nhận tất cả? Thiên Minh, nếu con vì tình yêu thì con sẽ mất tất cả. Con không còn phép thuật nữa, cũng không còn bất tử. Con sẽ già nua cằn cỗi theo thời gian. Thầy, con sẽ chấp nhận tất cả. Không thể được. Tình yêu và tình mẹ, con chọn ai? Có được tình yêu chân thật khó khăn vậy sao? Ghê quá à. Kinh khủng quá. Khủng khiếp quá à. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ hả mẹ? Luật ban ra không thể nào sửa đổi. Con phải chọn tình mẹ mà thôi. Ta là nữ thần của tình yêu. Ta ban bố tình yêu cho nhân loại. Chẳng lẽ ta lại chia cắt tình yêu của con trai ta? Thiên Minh. Mẹ, mẹ ủng hộ tình yêu của con. Mẹ chúc con hạnh phúc. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ. Ông nội. Con cảm ơn ông nội. Làm lì xì cho con nè. Ngồi đây. Nè, bà lì xì cho con nè. Con học giỏi nghe. Mẹ. Mẹ. Trời ơi, sau bao nhiêu năm trông mẹ vẫn đẹp. Và thậm chí mẹ còn trẻ hơn xưa nữa. Thần gió. Chào bác hoàng tử. Thần mây. Chào hoàng tử. Mẹ ơi, con trai, sao trông con già và xấu quá. Xấu hơn so với trong giếng thần mà ngày nào mẹ cũng ngắm con. Da còn nhăn nheo, trông con tiều tụy. Không được, con phải về cung đình với mẹ. Bộ luật cung đình đã được thay đổi, con còn có cơ hội. Đúng đó hoàng tử. Về đi hoàng tử. Đúng rồi hoàng tử ơi, về đi hoàng tử. Không được đâu mẹ ơi. Con đã có bao nhiêu năm sống dưới trần rất là hạnh phúc. Đây là vợ con Pha Lê. Con chào mẹ. Ngày xưa khi con xuống trần, mẹ cho con 3 điều ước. Con mới sử dụng có 2. Còn 1 điều ước nữa, con trả lại mẹ. Bởi vì ngay bây giờ con đã có gia đình của con. Con đã sống rất hạnh phúc rồi mẹ. Ra chào bà, các cháu. Ra chào cố đi nè. Dạ. Ra chào cố đi con. Dạ, nhanh lên con.
Để ông Bồng nè. Dạ con chào cô. Con trai, tình yêu của con hơn cả cuộc sống thiên thần sao? Như mẹ thấy đó, con đã sống rất hạnh phúc mà. Tình yêu quả là màu nhiệm.